Đây là một loại hình bán hàng hoàn toàn mới và nó là một trong những cái chiến lược rất khác biệt của chủ cái dạp siêu thị di động này. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một trong những cái xe mà mình nghĩ rằng trong tương lai các bạn sẽ thấy nó xuất hiện rất nhiều trên đường và nó sẽ khiến cho các bạn kiếm được rất nhiều tiền chỉ cần các bạn có ý tưởng. Đây là chiếc xe bán hàng lưu động, bán phụ kiện điện thoại duy nhất hiện tại đang có trên thị trường. Mời các bạn cùng đón xem. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ô tô Thiện Nhân, đơn vị sản xuất xe bán hàng lưu động lớn nhất đất nước Việt Nam. Với mình sản xuất ra những cái chiếc thùng tại xưởng luôn. Và khi các bạn mua được những cái sản phẩm này từ nơi sản xuất là các bạn đã thành công được 50% rồi. Thứ nhất là nó rẻ, thứ hai là nó yên tâm, nó đảm bảo. Thì cái sản phẩm xe bán hàng lưu động mình đã bán rất nhiều rồi. Rất nhiều loại hình bán hàng khác nhau, từ đồ ăn, thức uống, nước uống này, cắt tóc này, bia này. Và bây giờ là cái chiếc xe bán phụ kiện điện thoại như này. Tuy nhiên là nếu chúng ta gặp cái xe như này đứng ở ngoài đường thì đến bản thân mình cũng thích ghé vào để mua những cái phụ kiện cho những người thân của mình với giá cả nó cũng phải chăng và nó tiện dụng. Đó là một trong những cái thành công mà cái sản phẩm này đang hướng tới. Mời các bạn nhìn qua, đây là cái sản phẩm xe bán hàng lưu động bán phụ kiện điện thoại. Mặt này nó mình sẽ không mở ra như này đâu. Bình thường là nếu mà các bạn bán hàng ở ngoài là cái mặt này sẽ không mở, mặt này sẽ đóng kín. Và chúng ta chỉ còn quan tâm là đây nó đã có hệ thống cái đề can nó thể hiện. Hệ thống đề can nó thể hiện rất rõ ràng là chúng tôi bán phụ kiện điện thoại giá rẻ, chúng tôi bán ốp lưng in hình, chúng tôi bán dán màn hình, chúng tôi bán ốp lưng bao da vân vân, ABC đầy đủ hết. Thì cái này có gì đặc biệt? Các bạn nhìn qua nha. Thứ nhất, hệ thống đề can dán sáng các bạn có thể bán 24/7, bán hết đêm luôn, 0 giờ đêm các bạn bán, còn người mua các bạn có thể bán tiếp. Đó, đây. Đề can dán sáng, nếu mà các bạn đỗ xe buổi đêm thì nó cực kỳ là nổi bật, nó sẽ khiến cho rất nhiều người quan tâm đến nó. Đấy, và đây là cái quầy. Trong cái quầy này thì các bạn sẽ bày hẳn các cái điện thoại chính hãng ở đây nha các bạn. Điện thoại xịn bày dưới này. Đấy. Bao da đặt bên này. Và đây là một trong những cái quầy mà mình thiết kế, cũng là một trong những cái quầy độc đáo nhất mà mình thiết kế, nó làm bằng gỗ. Và gỗ này là gỗ thật. Các bạn có thể vào đây ghé qua để mà nhìn. Gỗ này hiện tại bên mình đang làm nó là gỗ mít nhá. Gỗ mít luôn, gỗ mít mà các bạn hay dùng để thờ ấy. Đấy. Gỗ này gỗ đặc, không phải là gỗ ép. Đó là một chút đặc điểm của cái xe này. Thì đây nó là kính cường lực để cho các bạn có thể trưng bày các cái phụ kiện điện thoại ở trong. Rồi mời các bạn lên trên thùng xe này. Xe thì đã được gia cố bằng cái sàn inox lá liễu Bali rất dày. Các bạn có để một mặt hàng mấy tấn ở trên này thì cũng không sợ móp méo. Và bằng này là một cái giá này. Cái giá này là các bạn có thể để tất cả các cái ốp điện thoại lên trên này. Các bạn đi ra ngoài các bạn sẽ nhìn thấy nhé. Sắp tới thì mình sẽ show cho các bạn cái video về cái sản phẩm này đang bán trên đường như thế nào. Ở đây cũng là gỗ này, các bạn nhìn đây trên này cũng gỗ này, để đồ trên này. Rồi các cái quầy này, mời các bạn lên trên này các bạn nhìn này. Quầy này trong này có thể chứa đồ rồi các phụ kiện điện thoại mà người ta muốn. Thì trên cái xe này thì không có lavabo chậu rửa, không có chỗ rửa nước, không có chỗ mà chứa bếp ga cũng như là tủ lạnh. Thì vì là tận dụng hết cho không gian bán hàng và dán điện thoại. Cái bàn này là khách hàng sẽ ngồi đây để cái anh chủ sẽ ngồi đây để dán, để thực hiện. Trên xe này thì có một số các cái hệ thống mà mình muốn giới thiệu cho bạn. Thứ nhất là hệ thống điện. Các bạn có thể nhìn này. Đây là một cái bộ đổi nguồn. Cái bộ này nó mang tính chất là cái bộ lưu điện, cũng như là bộ đổi nguồn, nó lưu điện được khoảng nửa ngày. Ngoài ra thì nó sẽ kết nối thẳng với cái bình ắc quy dưới này. Đây. Với camera lên trên này. Các bạn nhìn hiện tại là cái xe này được sử dụng cái hệ thống 2 ắc quy đấu vào bộ đổi nguồn và chạy chạy điện 220. Ở trên này sẽ có một cái trạm sạc lưu động nhá. Khách hàng hoàn toàn có thể đi đường mà hết pin có thể vào đây sạc nhờ. Đấy. Đây là cái hệ thống điện công tơ mét cái lối nhà dân. Ở đây vẫn là những cái hệ thống bình thường mà mình giới thiệu thôi. Có rất nhiều ổ cắm nguồn ở đây để cho khách hàng có thể sạc ở đây. Ở trên này là các cái phụ kiện, các cái chỗ để khách hàng có thể để đồ. Đó thì đây là một trong những cái xe nó khá là đặc biệt, nó rất là độc đáo của riêng ô tô Thiện Nhân muốn giới thiệu cho các bạn. Đây là cái chỗ mà chúng ta cắm nguồn và cắm vào nhà dân này. Đấy. Cái xe này thì các bạn biết rồi, nó là một trong những chiếc xe duy nhất trên thị trường được cấp phép xe bán hàng lưu động.
trên giấy tờ nó hiển thị rất rõ ràng luôn, nó là xe bán hàng lưu động. Đấy, cái xe này thì công suất động cơ là 1.5 lít. Dung tích động cơ đấy, 1.5 lít, sản sinh ra 80 kW cho ở cái vòng quay là 5.200 vòng quay. Đấy, cái chiếc xe nó giới thiệu rất nhiều rồi, nó là một trong những chiếc xe tải cao cấp nhất của Đông Ben. Nó tiêu thụ chỉ từ 7,2 lít cho 100 cây thôi. Mà cái xe này thì thực tế ra các bạn chỉ đỗ một chỗ, không quan tâm lắm về cái độ bền của xe cũng như là cái chất lượng của xe làm gì cả. Chúng ta quan tâm chủ yếu là cái thùng này. Giá xe rất rẻ, khoảng tầm chưa đến 300 triệu cho một cái sản phẩm full như thế này. Có xịn hơn như này nhá. Rồi các bạn nếu quan tâm đến nó hãy gọi cho mình 0987 7 3 3 22 để đón chờ những cái xu thế của tương lai, và các bạn có thể kiếm tiền được trong cái thời buổi loạn lạc như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại.